Hết mưa, nhân công, máy móc ngay lập tức tập trung cho dự án. Giải phân cách giữa đường bằng bê tông được đúc sẵn trong những ngày mưa gió. Thời điểm này, nhà thầu mang ra lắp đặt. Nếu trời nắng ráo chỉ sau 10 ngày, đơn vị có thể cơ bản hoàn thành đoạn tuyến này. Hiện tại bây giờ là cái đoạn này cũng là đã hoàn tất được tất cả các cái bay và các cái cấu kiện hạ tầng phần cuối. Đấy, bây giờ chỉ có một bay lớp đỉnh nữa là đơn vị triển khai chuyển sang bước để thảm. Ngày nắng ráo tập trung nhân lực phương tiện triển khai thi công tối đa năng suất. Ngày mưa gia cố các biện pháp an toàn giao thông, chuẩn bị thiết bị cấu kiện cho xây lắp. Nhờ chủ động phương án thi công, nhiều hạng mục công trình vẫn có thể triển khai ngay trong mùa mưa bão, như phần vỉa hè này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là tiến độ phải đi đôi với chất lượng công trình. Các hạng mục mà thi công trong mùa mưa, những hạng mục nào mà không được phép thi công thì đơn vị thi công là phải tạm dừng ngay trong quá trình thi công. Khi mà mưa, thì sau khi mưa có các hạng mục mà bị ảnh hưởng trong giai đoạn thi công và ảnh hưởng thời tiết, thì ngay sau khi thời tiết mưa là phải có biện pháp khắc phục ngay cái chất lượng công trình, đảm bảo chất lượng công trình đảm bảo theo thiết kế. Tới thời điểm hiện tại, toàn dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình tới tỉnh lộ 424 đã đạt 50% khối lượng, với tổng chiều dài dự án là gần 5 km. Trong đó, đoạn tuyến khoảng 3,5 km đã được bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu đang thi công vượt tiến độ, vướng mắc giải phóng mặt bằng còn lại ở đoạn tuyến 1,5 km. Các đoạn mà chưa vướng mặt bằng thì trong từ nay đến tháng 10 tới thì các phạm vi nào mà không vướng thì sẽ triển khai cái việc thảm xong mặt đường. Đối với các cái đoạn mà chưa có mặt bằng thì ban quản lý dự án sẽ phối hợp với cả trung tâm phát triển đất huyện thì triển khai cái việc giải phóng mặt bằng để kịp thời thi công các hạng mục công trình và hoàn thành trong quý 4 năm 2025. Mùa mưa bão sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Sự chủ động điều tiết công việc của đơn vị thi công sẽ góp phần đưa dự án về đích đúng hẹn. Bên cạnh việc đôn đốc về tiến độ, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện nghiêm việc quản lý công trình, tránh những sai sót có thể ảnh hưởng tới chất lượng dự án.